Merry Christmas and Happy New Year mọi người nha. Hôm nay mình xin nghỉ làm để mình làm một bàn tiệc to như thế này đây mọi người ơi. Đấy, bàn tiệc của mình to lắm. Đây là món vịt quay này. Món vịt quay này là mình mua ở phố Lò Đúc này. Còn đây là tôm phô mai bỏ lò này. Ôi món này ngon, cực kỳ là ngon luôn. Đây là khoai tây nghiền. Khoai tây nghiền món này mình làm cũng ngon lắm đấy nhá. Nhưng mà chẳng vì mình decor cái củ quả nhiều quá nên không nhìn thấy cái món khoai tây nghiền này của mình nữa. Xôi vò này, sữa chua nếp cẩm này. Đấy, món này của mình cũng ngon này. Đây là bò sốt tiêu đen. Ui món này chứ danh luôn, ngon lắm luôn ấy. Đấy, củ quả nướng này, rồi là khoai tây chiên này, và không thể nào thiếu được pate với cả ăn với cả bánh mì nữa. Đây, luôn luôn là phải có rượu vang. Đấy, hôm nay mình được nghỉ một ngày, thế là mình làm luôn như thế cho nó vui. Chúc mọi người buổi tối Noel vui vẻ nhé.